anh ta là một nhà vô địch. Đứng trên sân khấu, anh muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới vợ mình. Nhờ có vợ, hỗ trợ anh ấy hết trận đấu này đến trận đấu khác. Lúc trở về, một tân võ sĩ đã thách thức anh ta. Quán quân từ chối. Sau đó tên võ sĩ này đã chạm đến giới hạn của quán quân chỉ bằng một câu. Chỉ biết núp váy vợ. Quán quân tức giận, cả hai đánh nhau. Trong lúc hoảng loạn đột nhiên nổ ra tiếng sung. Người vợ bị bắn trúng. Ai bảo mày bắn? Con gái vẫn đang đợi mẹ về nhà. Anh ấy nên giải thích với con gái thế nào đây? Sau đó, vụ kiện đã tốn rất nhiều tiền. Sau đó ngân hàng lại đóng băng. Tên môi giới đã cầm tiền chạy trốn. Người đàn ông bắt đầu chìm đắm trong men rượu. Bán xe hạng sang, bán biệt thự, cho đến khi tiêu hết tiền. Phải tiếp tục thi đấu để kiếm tiền. Nhưng đối với anh ta, ngôi vị quán quân không còn sức hút nữa. Trước đây mỗi khi ra đòn, quay đầu có thể nhìn thấy sự cổ vũ của vợ là có thể đánh bại đối thủ. Nhưng giờ đây người vợ không còn ở nơi quen thuộc đó nữa. Quả nhiên, người đàn ông không còn chỗ dựa tinh thần, bị đánh cho tơi bời. Lại là một khoản lớn tiền viện phí. Ngày thứ hai, tin tức về sự xuất hiện của một nhà vô địch quyền Anh mới khiến cho người đàn ông hoàn toàn sụp đổ. Anh ấy muốn tự sát. Nhưng con gái phải làm thế nào? Anh ấy đã uống cả đêm. Sau đó đâm vào một cái cây. Bởi vì những hành vi nguy hiểm, anh ấy đã mất quyền nuôi con. Phải có một công việc ổn định mới có thể đón con gái về. Người đàn ông đến một phòng tập boxing cũ, cầu xin ông chủ cho anh ta một công việc. Nhưng ở đây chỉ còn trống vị trí dọn dẹp vệ sinh. Tất cả mọi thứ đều lộn xộn. Thích làm thì làm, không làm thì biến. Người đàn ông chửi thề rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Đến gặp con gái tại viện nuôi dưỡng. Con gái xin bố đón mình về nhà. Nhưng ai ngờ rằng bố đã bán nhà. Con ghét bố. Con ghét bố. Tại sao bố lại không thể đưa con ra khỏi nơi này? Tại sao? Bố không thể. Hiện tại bố không thể làm được gì cả. Bố là tên dối trá, con không tin bố nữa. Con yêu, đừng như vậy. Bố chỉ hứa nhưng không thực hiện. Người đàn ông quay lại phòng boxing và nhận công việc. Nhà cựu vô địch này, sau khi mất tất cả, cuối cùng bỏ dáng vẻ kiêu ngạo xuống, bắt đầu dọn dẹp vào sáng sớm. Ngày qua ngày, anh ấy đã có một mục tiêu mới. Đón con gái về, anh ấy cần cho con gái mình một cuộc sống mới. Anh ta phải đưa con gái của mình cùng nhau vượt qua bóng tối để đến với bình minh, mang đến cho cuộc sống một ý nghĩa mới. Ông chủ phòng tập boxing tham gia giải vô địch thế giới. Phương pháp huấn luyện của ông ấy rất đặc biệt. Có ai đó chửi thề trong phòng tập đấm bốc sẽ phạt 50 lần chống đẩy. Nhà cựu vô địch đến tìm việc làm. Ông ấy sẽ không phải vì người đàn ông là nhà vô địch thế giới mà giao cho anh ấy một công việc tốt, mà là để anh hạ mình xuống dọn nhà vệ sinh. Bạn xem, ông ta cố tình nhắc đến vợ của người đàn ông trong quán rượu. Ông ấy nói vợ của cậu bị giết là do tính bạo lực của cậu. Cậu thậm chí không thể kiểm soát được tính khí của mình. Người đàn ông cáu rồi. Sau đó, ông chú bắt đầu đếm 3-2-1. Người đàn ông bắt đầu quay lại xin lỗi, bởi vì huấn luyện viên rất đúng. Anh ta căn bản không thể bác bỏ. Người đàn ông bắt đầu luyện tập. Phần lớn không phải dạy bạn làm thế nào để thực hiện một cú đấm tốt, mà là dạy bạn cách chịu đựng những ngón đòn hiểm. Ví dụ như cách xây dựng một thế trận phòng thủ hữu ích. Huấn luyện viên rất đỉnh, nhưng cũng có những phút trải lòng. Huấn luyện viên da đen từng là một võ sĩ xuất sắc, nhưng đã bỏ lỡ chức vô địch. Ông ấy bị đối thủ tấn công và làm hỏng mắt trái. Hôm đó, cậu bé tập đấm bốc hàng ngày, bởi vì bố mẹ cãi nhau mà cầm súng rời khỏi thế gian này vĩnh viễn. Thì ra huấn luyện viên khó tính này cũng có lúc yếu lòng. Dưới sự huấn luyện, người đàn ông học rất nhanh, học được sự điềm tĩnh từ huấn luyện viên, học cách kiểm soát cảm xúc, cũng học cách quan tâm. Con gái không chịu gặp anh ấy cũng sẽ không tức giận. Hơn tìm lại đồ chơi quan trọng của con gái. Con bé trước đây thường ngủ cùng nó. Xin hãy đưa cho con bé. Ok, rất nhanh, con gái chấp nhận cha. Tại tòa án, đây là lần thứ 3 người đàn ông nộp đơn xin quyền nuôi con gái. Biểu tình của anh ta rất tốt, con gái cũng rất hợp tác. Cuối cùng anh ấy đã thành công. Cả hai cùng nhau đến mộ mẹ, tặng những bông hoa tượng trưng cho bình minh. Họ muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Hôm đó, người đàn ông tham gia trận đấu. Biểu hiện của anh ta rất tốt. Có một người môi giới chỉ 6 tuần. Tôi sẽ cho anh tất cả. Mọi thứ của tôi thuộc về anh. Tôi chiến đấu cho gia đình của tôi. Đàn ông có bản lĩnh và đam mê. Người vợ bình tĩnh và kiểm soát. Hai người là bất khả chiến bại. Mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau này đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác. Nhưng vợ anh chết bất đắc kỳ tử. Anh giống như những gã khổng lồ què, ngã rạp xuống. Anh ấy đã từ bỏ chính mình, nghiện rượu. Nhưng cuộc sống không phải toàn là bóng tối. Con gái tôi như đom đóm trong đêm, kéo người đàn ông đến bình minh. Anh ta cần thoát ra khỏi vũng lầy, học cách bình tĩnh và tự kiểm soát, đưa sức mạnh của vợ thành của chính mình, trở nên tốt hơn. Vì người vợ quá cố, vì tương lai của con gái. Đây là trận đấu của nhân phẩm. Trận đấu bắt đầu. Cú đấm thẳng vào mặt anh nhanh như chớp, bị đánh đến mức phải dừng hiệp một treo. Sau đó dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, hai bên bắt đầu thay đổi. Ngay lúc đó, anh ta đổi vị trí phòng thủ. Một cuộc chiến kéo dài 8 hiệp bắt đầu. Ngay lúc này, đối thủ giở trò, cố tình chạm vào nỗi đau.
Người đàn ông nổi điên. Nghe đây, lần này vợ mày không cứu nổi mày đâu. Cậu suýt làm hỏng cơ hội này. Phải bình tĩnh, vợ cậu đang dõi theo bạn. Con gái đang nhìn cậu. Hắn đang kiểm soát cậu. Đừng để hắn đạt mục đích. Cho hắn ta thấy. Đánh hắn đi. Đánh ngã hắn. Anh ta thắng rồi. Không có hoan hỉ, không niềm vui chiến thắng, mà là những giọt nước mắt. Cuối cùng anh ấy cũng buông được. Chúng ta thành công rồi. Anh chuẩn bị xong rồi. Em à, chúng ta về nhà thôi. Quay lại phòng chờ, anh đã trao chiếc đai vô địch cho huấn luyện viên. Ôm chặt lấy con gái, tôi tin rằng gia đình và tình yêu là chiếc phao, khi rơi vào bờ vực sẽ cứu lấy chúng ta.